Vâng, xin kính chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với lại kênh của mình nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm bọc móng rất là đẹp. Đây là một cái móng mà một anh khách bên nhà mình gửi về, và mình đã bọc cho anh ấy cái kiểu như thế này. Đấy, anh ấy chọn cái kiểu bọc đơn giản như thế này thôi, và đây là cái sản phẩm mới hoàn thành xong. Mẫu này thì nó rất là đẹp mọi người nhé, với cái họa tiết con rồng nổi lên như thế này. Đấy, cực kỳ là bắt mắt luôn. Và ở cái phần dưới của bụng nhé, mình ốp một cái đường như thế này. Đấy, nhìn nó rất là cứng cáp. Riêng cái mẫu này thì các bạn yên tâm là đeo sẽ rất là gọn gàng. Đấy, và nó không sợ bị rơi ra mọi người nhé. Đấy, bởi vì nó có cái đường bụng như thế này, nó giữ cái móng của các bạn rất là chặt. Nếu như bạn nào mình có nhu cầu nhé, cần bọc móng cái mẫu như thế này thì các bạn gửi về cho mình. Móng thì nó có rất là nhiều kích cỡ khác nhau, mình sẽ lựa và mình làm cho các bạn kiểu y chang như thế này luôn. Thực ra thì mẫu thì mã thì nó có rất là nhiều, nó tùy theo cái sở thích của các bạn thôi. Và nếu như bạn nào mình cần tham khảo một số cái mẫu khác nữa thì các bạn có thể là liên hệ với mình. Nhưng mà quan trọng là cái sản phẩm mà các bạn muốn bọc nó có vừa với lại những cái khuôn mẫu của mình đã có hay không. Đấy mới là quan trọng nhé, chứ còn mẫu mã rất là nhiều. Bạn nào mình cần tham khảo thêm mẫu thì các bạn liên hệ với mình qua Zalo, mình sẽ gửi cho các bạn rất là nhiều mẫu để các bạn xem. Đây là một trong những cái mẫu mà mình khuyên các bạn nên làm nhé. Đấy, bởi vì là nhìn nó rất là đẹp. Đấy, mẫu này thì nó không có nhiều bạc mọi người ạ. Đấy, quan trọng là công làm thôi, chứ còn cái mẫu này bọc rất là ít bạc, nhẹ thôi. Đấy, cái này nó chỉ vài chỉ thôi nhé mọi người nhé. Đấy, thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm móng bọc rất là đẹp như thế này. Bạn nào mình thích thì các bạn nào có thể là mình bọc để mình đeo nhé. Hoặc là cái sản phẩm này thì các bạn mà có con nhé. Đấy, con nhỏ mà mình muốn cho bé đeo cái sản phẩm như thế này thì cũng bọc cái kiểu này được. Đấy, kiểu này rất là gọn gàng và đẹp. Đó, thì bên nhà mình là mình làm hàng đặt và mình có rất là nhiều những cái mẫu khác nữa. Bạn nào mình có nhu cầu nhé, cần tham khảo thì các bạn vào Zalo nhé. Mình sẽ gửi một số cái mẫu ảnh để cho các bạn xem. Đấy, thì bên nhà mình là mình có nhận ship vào toàn quốc, và mình có nhận bọc các loại nanh móng. Đấy, và tất cả những cái sản phẩm mà các bạn muốn bọc. Đấy, các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình, và các bạn chụp cho mình cái sản phẩm mẫu mà các bạn muốn bọc nhé. Đấy, thì mình sẽ báo giá cho các bạn. Nếu mà ok thì các bạn gửi về, mình sẽ bọc cho các bạn. Đấy, bên nhà mình là mình chuyên hàng đặt, và mình làm hàng rất là cẩn thận và cực kỳ là uy tín, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Đó, thì một lần nữa là cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đón xem cái sản phẩm một cái móng bọc rất là đẹp như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.